Khi ấy, trời đế thích bạch Phật, bạch Thế Tôn nay Như Lai ứng chánh đẳng giác, với công đức thù thắng bát nhã ba la mật đa sâu xa nói cũng chưa hết. Vì sao? Vì con theo Thế Tôn lãnh thọ công đức thù thắng bát nhã ba la mật đa sâu xa rộng lớn vô cùng tận, các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào. Đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng để cúng dường chứa nhóm công đức cũng vô cùng tận. Bấy giờ Phật bảo trời đế thích: hay thay, đúng như lời ông nói. Này Kiều Thi Ca, ta chẳng nói bát nhã ba la mật đa sâu xa thù thắng như trước đã nói. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì công đức thù thắng đầy đủ vô biên của bát nhã ba la mật đa sâu xa, phân biệt diễn nói không thể hết được. Này Kiều Thi Ca, ta cũng chẳng nói đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép giảng thuyết truyền bá rộng rãi, lại đem các thứ chẳng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng để cúng dường, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này, được công đức thù thắng cũng như trước đã nói. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, đem tâm thanh tịnh, cung kính tín thọ, cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết khai thị rộng rãi cho các hữu tình, dùng tuệ tăng thượng quan sát kỹ càng, vì muốn chánh pháp trụ lâu ở đời, vì muốn Phật nhãn không hoại diệt, vì muốn chánh pháp không ẩn mất, vì muốn hộ trì Bồ Tát làm cho tăng trưởng, vì muốn pháp nhãn thanh tịnh không hoại diệt ở thế gian, nên biên chép bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy trang nghiêm bằng các báu, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng để cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Thì ta nói, ở đời hiện tại vị lai sẽ được công đức thù thắng vô lượng vô biên. Khi ấy, trời đế thích bạch Phật, bạch Thế Tôn, chư thiên chúng con thường theo hộ trì các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này, chẳng cho tất cả người, chẳng phải người và các thứ ác duyên làm tổn hại. Bấy giờ, Phật bảo trời đế thích: các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào, thọ trì đọc tụng bát nhã ba la mật đa sâu xa và giảng thuyết khai thị rộng rãi cho người khác, thì ngay khi đó sẽ được vô lượng trăm ngàn thiên tử, do được nghe pháp nên đều đến nhóm họp vô cùng hoan hỷ, kính thọ bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy. Các thiên tử này nhờ oai lực chư thiên làm cho sự thuyết pháp biện tài tăng trưởng, tuyên dương vô cùng tận. Người không thích nói làm cho họ ưa nói, người thân tâm mỏi mệt làm cho họ được mạnh mẽ. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này, thọ trì đọc tụng bát nhã ba la mật đa sâu xa và giảng thuyết khai thị rộng rãi cho người khác, được lợi ích ở hiện tại như vậy. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này, ở trong bốn chúng giảng thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, tâm không khiếp sợ, chẳng sợ tất cả sự vấn nạn. Vì sao? Vì người ấy nhờ đại vương thần chú bát nhã ba la mật đa sâu xa hộ trì như vậy, ở trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa sâu xa đầy đủ rộng lớn phân biệt tất cả pháp, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này an trụ pháp không, quyết không thấy có người bị nạn, chỗ có nạn và những lời nói cũng không thấy có người đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, cũng lại không thấy bát nhã ba la mật đa sâu xa có sự sai lầm, vì vậy nên không bị tất cả ngoại đạo vấn nạn làm cho khuất phục. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này, giảng thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa cho mọi người ở đời hiện tại sẽ được lợi ích như vậy. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép giảng thuyết truyền bá rộng rãi, thì tâm của các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này chẳng bị che lấp, chẳng thối lui, cũng chẳng sợ hãi. Vì sao? Vì đối với các pháp, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này không có chấp trước nên không thấy có pháp nào làm cho họ bị che lấp, thối lui và sợ hãi. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này nhờ trí tâm lắng nghe cho đến truyền bá rộng rãi bát nhã ba la mật đa nên ở đời hiện tại được lợi ích như vậy.
Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng để cúng dường, thì thiện nam tử, thiện nữ vân vân này thường được cha mẹ, sư trưởng, bà con, bạn bè, quốc vương đại thần và các sa môn, bà la môn kính mến, cũng được mười phương chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, độc giác hộ niệm, lại được thế gian chư thiên, ma phạm, người chẳng phải người giữ gìn bảo hộ. Tất cả sự tai nạn đều bị tiêu diệt, các dị luận của ngoại đạo không thể khuất phục được. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này trí tâm lắng nghe cho đến cúng dường Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên ở đời hiện tại sẽ được lợi ích như vậy. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, dùng các báu trang nghiêm đặt nơi thanh tịnh, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thì khi đó trong tam thiên đại thiên quốc độ này và khắp mười phương vô biên quốc độ khác, chúng trời tứ đại vương, cho đến trời Quảng Quả, những vị ấy đã phát tâm vô thượng bồ đề rồi, thường đến chỗ này xem lễ, đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, đi quanh bên hữu chắp tay làm lễ rồi lui ra. Chư thiên cõi tịnh cư cũng thường đến đây xem lễ, đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, đi quanh bên hữu chắp tay lễ bái rồi lui ra. Lại có các loài rồng dược xoa có oai đức lớn, nói rộng cho đến người chẳng phải người vân vân, cũng thường đến đây xem lễ, đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, đi quanh bên hữu chắp tay lễ bái rồi lui ra. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này suy nghĩ như vậy, nay tất cả trời rồng nói rộng cho đến người chẳng phải người vân vân ở tam thiên đại thiên quốc độ này và mười phương vô biên quốc độ khác đều đến đây xem lễ, đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa do ta biên chép, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, đi quanh bên hữu chắp tay lễ bái rồi lui ra. Như vậy tức là ta đã lập pháp thí. Suy nghĩ rồi vô cùng hoan hỉ, làm cho phước đức tăng trưởng bội phần. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này, nhờ vô biên trời rồng dược xoa Atula vân vân thường theo ủng hộ, dù đến chỗ nào vẫn không bị người chẳng phải người làm tổn hại, chỉ trừ đời trước định nhân ác nghiệp, đến đời hiện tại phải chịu quả báo, hoặc chuyển quả ác nặng thành quả báo nhẹ trong kiếp hiện tại. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này, nhờ sức đại oai thần Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên hiện đời được các thứ công đức thủ thắng như vậy. Khi ấy trời Đế Thích bạch Phật, bạch Thế Tôn, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này, do nhân duyên gì biết được có trời rồng dược xoa Atula ở tam thiên đại thiên quốc độ này và mười phương vô biên thế giới khác đều đến nơi ấy để xem lễ, đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa do vị ấy đã biên chép, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, chắp tay hoan hỉ, đi quanh bên hữu hộ niệm. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này, nếu thấy chỗ nào để Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy có ánh sáng nhiệm màu, hoặc nghe chỗ ấy có mùi thơm bát ngát lạ thường, hoặc nghe có tiếng nhạc du dương, thì nên biết ở đây có các trời rồng đầy đủ oai đức thần lực lớn đến chỗ đó xem lễ, đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa do những người kia đã biên chép, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, chắp tay hoan hỉ, đi quanh bên hữu hộ niệm. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này sửa sang chỗ ấy sạch đẹp trang nghiêm, trí tâm thành kính, cúng dường Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên biết bấy giờ các trời rồng đầy đủ oai đức thần lực lớn đến chỗ ấy xem lễ, đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa do những người kia biên chép, giữ gìn, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, chắp tay hoan hỉ, đi quanh bên hữu hộ niệm. Này Kiều Thi Ca, tùy theo chỗ nào có các trời rồng đủ oai đức thần lực rộng lớn như vậy, đi đến chỗ ấy, trong đó có những ác quỷ tà thần, đều kinh sợ lui ra, không dám ở lại. Do nhân duyên này, nên các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này tâm được rộng lớn, phát sanh tịnh thắng giải. Sự tu thiện nghiệp càng thêm sáng suốt, bội phần, ra làm các việc gì đều không bị chướng ngại.
Vì vậy, này Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, tùy để chỗ nào thì chung quanh chỗ ấy được dọn dẹp phấn uế, quét lau chùi rửa tưới nước hương thơm, trải bảo tòa đem để trên ấy, đốt hương giải hoa, treo tràng phan bảo cái, treo màn lọng, chuông gió, treo sen bên trong, dùng ngọc diệu chân kỳ quý lạ, vàng bạc đổ báu, y phục anh là kỹ nhạc đèn sáng, các màu sắc lẫn lộn trang nghiêm nơi ấy. Nếu ai có thể cúng dường Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, thì có vô lượng trời rồng, đủ oai đức thần lực lớn, đi đến chỗ ấy xem lễ đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, do những người kia chép giữ và cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, chắp tay hoan hỉ, đi quanh bên hữu hộ niệm. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này, nếu cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, thì thân tâm nhất định không bị mỏi mệt, thân tâm an vui, thân tâm điều hòa thanh thản, thân tâm nhẹ nhàng lanh lợi. Nếu chú tâm vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì khi ban đêm ngủ nghỉ không có ác mộng, chỉ thấy mộng lành, nghĩa là thấy thân sắc chân kim tướng hảo trang nghiêm của Như Lai ứng chánh đẳng giác phóng đại quang minh soi khắp tất cả, trước sau đều có thanh văn Bồ Tát vây quanh. Người trong chúng nghe Phật nói bố thí vân vân sáu pháp ba la mật đa và các pháp có nghĩa tương ưng với căn lành, hoặc ở trong mộng thấy cội bồ đề to lớn trang nghiêm bằng các báu, có đại bồ tát đi đến chỗ cây ấy ngồi kiết già, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chuyển pháp luân vi diệu độ thoát các hữu tình, hoặc trong mộng thấy có vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức chúng đại bồ tát đang bàn luận lựa chọn nghĩa lý các pháp, hoặc trong mộng thấy mười phương quốc độ đều có vô lượng trăm ngàn trăm ước muôn ước Đức Phật. Cũng nghe có người nói là ở thế giới ấy có Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác rất nhiều trăm ngàn trăm ước muôn ước Đại Bồ Tát Thanh Văn đệ tử cung kính vây quanh thuyết pháp như vậy. Hoặc trong mộng thấy mười phương quốc độ đều có vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức Đức Phật sắp nhập Niết Bàn. Các Đức Phật ấy sau khi nhập Niết Bàn đều có thí chủ cúng dường xá lợi của Phật, dùng bảy báu thượng diệu xây vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức số đại bảo tháp. Lại mỗi đại bảo tháp đều đem vô lượng tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, trải qua vô lượng kiếp cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này, thấy các loại tướng mộng lành như vậy, khi ngủ hoặc thức thân tâm đều an vui, có các thiên thần ủng hộ tinh thần, làm cho những người kia tự biết thân thể nhẹ nhàng, do nhân duyên này chẳng sanh tâm tham về ăn uống thuốc thang y phục giường nằm, tâm được nhẹ nhàng đối với bốn sự cúng dường. Như thầy Du Già nhập định thắng diệu, nhờ định lực kia thân tâm được thấm nhuần, sau khi xuất định gặp thức ăn ngon tâm nhẹ nhàng ít muốn, đây cũng như vậy. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này, ở trong tam thiên đại thiên quốc độ này và mười phương vô biên thế giới khác, được tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác thanh văn độc giác Bồ Tát trời rồng dược xoa Atula vân vân đầy đủ đại thần lực oai đức thủ thắng từ bi hộ niệm, đem tinh khí linh diệu rót vào thân tâm, làm cho ý chí người kia dũng mãnh, thân thể khỏe mạnh. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào muốn hiện đời được các công đức thủ thắng như thế, thì đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, thường phải lắng nghe thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết rộng rãi cho các hữu tình, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào, mặc dù đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa không thể lắng nghe thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết rộng rãi cho các hữu tình, nhưng vì muốn tránh pháp trụ lâu ở đời, muốn Phật nhãn không hoại diệt, muốn tránh pháp không ẩn mất, muốn hộ trì Bồ Tát làm cho tăng trưởng, muốn pháp nhãn thanh tịnh không hoại diệt ở thế gian, nên biên chép giữ gìn Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, trang nghiêm bằng các báu, lại đem các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thì cũng được các công đức thù thắng như trước đã nói.
Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này có thể làm nhiều lợi ích cho vô lượng vô biên loài hữu tình. Vì vậy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào ở trong đời hiện tại vị lai muốn được công đức thù thắng, nên đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, đem tâm thanh tịnh cung kính tinh thọ, vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà, nên trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết khai thị rộng rãi cho các hữu tình, đem tuệ tăng thượng xem xét kỹ càng, muốn chánh pháp trụ lâu ở đời, muốn Phật nhãn không hoại diệt, muốn chánh pháp không ẩn mất, muốn hộ trì Bồ Tát làm cho tăng trưởng, muốn đem pháp nghĩa truyền dạy cho hữu tình được đầy đủ, muốn điều phục rộng rãi các loài hữu tình để Phật nhãn không bị khuyết giảm, nên biên chép giữ gìn bát nhã ba la mật đa sâu xa này trang nghiêm bằng các báu, lại đem các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Nếu thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào làm được như vậy, thì ở đời hiện tại và vị lai sẽ được vô biên công đức thù thắng.